đầu tiên này anh em này. Đấy, hiện tại thì cái keo này là keo năm 2022 anh em nhé. Đấy, gia đình lấu thì ok lắm anh em. Bám ghi, ai à, cũng sai hết này. 2, 4, 6, 8, 9 con. Xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim sẻ bằng keo nhé. Hiện tại thì bắt đầu vào đến cái đầu vụ của đánh sẻ lon năm 2022 rồi. Ở đây là cái keo đầu tiên của trong ngày hôm nay này anh em này. Đấy, cột điện đây còn sẻ khả năng lợi chứa trong nhà đây. Đấy, anh em xem theo dõi em thì cũng biết cái khu vực này mọi năm đánh chim nó khá là tụ ấy. Đấy, không biết là đợt này sẻ lon nó ra nhiều chưa. Giữa trưa rồi anh em. Hôm nay thời tiết ngoài miền Bắc thì nó vừa tầm. Bây giờ kích tiếng lên để phạt phát xem tình hình nào anh em nhé. Kèo đầu nhưng mà khả năng cứ làm một chục con thôi. Mình chưa đánh nó đã ra đậu rồi nhỉ. Chim bắt đầu ra rồi anh em. Được con này sao. Thừa. Đánh bọn này mình ngâm nhưng khả năng là thọ đào phẹt qua rồi sao. Gần chục ra không đi xuống chạy hết. Đánh kiểu sẽ đầu vụ vỡ nhỉ. À sẽ cuối vụ thôi. Đấy xuống đấy. 4, 5. Ui ở đây nó ra già này anh chị này. Xuống. Cái keo này đánh ở cái vụ năm 2022 khá là ổn định anh ạ. Anh em nào mà mua keo thì liên hệ vào số điện thoại em để ở góc màn hình video. Ui điều khiển chập chờn anh. Nó vẫn đậu đây nhiều ghê. Giờ nhặt túc tắc rồi. Tiếng này mới à? Ôi nhặt túc tắc vậy. Mỗi kèo làm chục kèo này là về anh ạ. Nó vẫn ở đâu nó về. Đấy theo còn mấy con kia kiểu như va tiếng này xẻ già hả anh chị? Khôn ghê. Đấy, có ông nào quật qua đây rồi. Đây ngay cổng nhà em anh ạ. Thấy nó ra nhiều ghê ấy. Trên đồng cang có đàn đông ấy. Ông chú trên đấy bảo xin tay lưới về che. Không thì nó cứ kiểu xuống ăn thóc gà. Một con khuyên. Quyên là ấm ấy, đắt hơn cả sẻ. 5-6 con nữa mà không bật. Bây giờ được 5-6 con rồi. Người xuống. Ok. Lại chờ thêm tí nữa. Sốt ruột phết nhỉ. Nó và có đàn đông nhao 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 nhưng mà đầu vụ này khó kiếm á. Ok, lát nữa ra quay thành quả cho anh em xem. Đó cũng là kèo đánh đầu tiên này. Đầu tiên này anh em này. Đấy, hiện tại thì cái keo này là keo năm 2022 anh em nhé. Đấy, gia đình lấu thì ok lắm anh em. Bám ghi, ai à cũng sai hết này. 2, 4, 6, 8, 9 con. Kèo đầu mùa 9 con. Một em khuyên nữa. Khuyên này đẹp ghê. Đây nhà em đây. Bây giờ vào nhà gỡ anh em. Gỡ ngoài lộ hết bài. Đàn này chắc chắn là sáng nay kiểu gì cũng có ông nào vã rồi. Bởi vì mỗi hôm nó ăn ở những cái bãi lạc này. Anh em hay đi ra ngoài đồng thấy nó khá là nhiều ấy. Mà nó để ở khu vực nhà trần kìa. Ok nhá. Và bây giờ xem gỡ xong xem anh em xem chất lượng keo nhá. Đầu mùa này đánh keo đen được anh em. Hiện tại về nhà rồi anh em ạ. Cái khu vực trong kia là đóng hàng keo rồi. Vụ này vụ sẻ để anh em đi đánh đấy. Còn đây chim đây. Keo này thì bán. Keo này không lối thoát. Keo này đánh cả sẻ cả khuyên đấy. Ui, dài quá. Đấy.
Đấy, nó sẽ có hai cái loại keo nhé, một loại keo là siêu cứng. Đấy, còn một loại keo thì là đây, như keo này là keo vừa tầm đánh thời tiết râm râm này. Đấy, còn loại keo cứng nữa thì đánh lắng anh ạ. Keo này đánh thì nó bám lắm. Lông thì cũng bình thường, dốc bình thường thôi, còn keo cứng kia thì giật đến đâu lông ra đến đấy anh ạ. Đấy, lấu hai loại kiểu đấy. Đấy. Rất là tươi. Còn loa đài đánh sẻ này thì anh em nào mà có nhu cầu thì bên cơ sở em là cung cấp hết nhé, đầy đủ. Đấy, đánh khuyên là chuyên là đánh bằng keo này này. Đấy, khuyên đây dính này. Ok, anh em xem được video này cần keo hoặc là cần xào loa đánh sẻ thì liên hệ. Đấy, bây giờ thì hai anh em là di chuyển đánh những keo khác để được keo nào ok thì quay cho anh em xem nhé. Đầu mùa này thường là túc tắc nhặt mỗi keo 4-5 con thôi, sẻ nó chưa ra mạnh.